sẽ mổ một quả sầu riêng siêu to khổng lồ nhé. Quả này là mua ở chợ Đô Hội Hải Dương, riêng một quả này là gần 8 cân, gần 9 cân. Nếu mà cân chuẩn thì là hơn 8 cân, còn nếu mà cân điêu thì một cân ăn táo lại thì là 10 cân. Quả này siêu to khổng lồ, sầu riêng Thái mua mãi mới được đấy, nhiều người tranh nhau nên là chúng tôi ai muốn mua thì phải có mối quen biết. Quả này người ta ước tính là 5 container mới có một quả ngon như này, không phải ai cũng mua được đâu. Nói chung là mua được quả con này nó giống như là nhìn cái biển số xe ấy. Đây. Nhìn này. Siêu to khổng lồ đấy. Đấy mọi người. Đây đây là quả 10 nhé, quả 10 mang bóc này. Ô, tách nhiều lắm. Cẩn thận gai. Rất thơm, thơm và ngọt. Quả này đáng đồng tiền mất gạo. Sầu riêng này thì nếu mà bán á, buôn là giá được khoảng 130.000 cân, trong đó cái quả nhỏ của mình nó chỉ khoảng 70.000 cân. Rất là thơm. Cái này để tí nữa xong rồi vét. Ôi trời ơi. Đây nữa. Đây nữa. Ngon quá. Đây nữa này. Ôi đây nữa này. Nhưng mà cái này thì không được nhiều muối lắm. 1 2 3 4 5 5 mà có vẻ có một muối nó hơi nét tí. Chỗ này chắc phải đây. Mọi người cùng thưởng thức nhá.